Lại trời đất, lại mấy ông thần bệnh, lại luôn ông thần chết. Thương con, phục hộ cho con tai qua nạn khỏi, đừng bị gì hết. Cuộc sống này con chưa có được hưởng thụ được cái gì, đừng lôi con đi tội nghiệp nha mấy ông. Trời ơi, mình ơi, sao mình chết, mình bỏ tôi, mình không đợi ăn hết cái tết rồi mình chết vậy mình? Tôi chưa có chết, ba đẻ một hồi tôi mới chết nè. Trời ơi, nhưng mà mình bị ung thư máu, trước sau gì cũng chết nè. Cái gì? Ai nói với bà, ai đồn với bà là tôi bị ung thư máu? Tại vì mình hay bị chóng mặt, chứ lại còn quá trời vết đầm đầy trên người nữa làm chi. Trời ơi, cái này chỉ là triệu chứng thôi. Bây giờ mình phải chờ xét nghiệm máu, rồi mình chờ kết quả của bác sĩ, biết đâu là trùng với cái triệu chứng gì rồi sao. Khổ quá trời quá đất à. Tôi thương mình dữ lắm luôn á. Tôi muốn mình chết. Mà mình chết á là tôi đi lấy chồng khác à. Mày nói cái gì vậy? Không 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 không, không có. Ý tôi muốn là mình sống với tôi thôi mà. Không có gì, không có gì, không có gì, không có gì. Không có gì. Nghe bà nói cái tôi muốn hết bệnh luôn à. Không có gì, không có gì. Con ơi là con ơi, má chỉ có một mình con à. Bây giờ con bỏ má con đi, má biết sống với ai bây giờ con ơi? Sao tự nhiên mới sáng cái nó nhức đầu, chóng mặt, ngã lăn ra đi luôn rồi con ơi, là con ơi. Dù sao anh cũng đi rồi, bác giữ gìn sức khỏe để còn lo hậu sự cho ảnh. Mình đi nha bác. Nhức đầu, chóng mặt, sao triệu chứng giống mình quá vậy? Em sắp chết rồi. Bác sĩ ơi, cứu em bác sĩ. Cứu em bác sĩ ơi. Trời, cái gì vậy, cái gì vậy? Chuyện gì? Cứu em bác sĩ. Nhưng mà tôi bác phải bác. Bác sĩ ơi, cứu, cứu em đi mà bác sĩ. Em sắp chết rồi. Bác sĩ. Thôi, đừng bác sĩ làm cái gì vậy? Đừng tuột quần trời. Vậy phục này tuột quần không quan trọng, cái mạng em mới quan trọng. Cứu em đi. Cái quần quan trọng hơn là mà đứng dậy. Có chuyện gì từ từ nói, bình tĩnh bác sĩ. Bác sĩ giải quyết hết, bình tĩnh. Ok, bình tĩnh. Rồi, bình tĩnh. Em bình tĩnh rồi. Bình tĩnh rồi. Chuyện gì? Chuyện gì mà dữ vậy? Nói đó. Em chụp chết rồi bác sĩ ơi. Quần lần hai, sao cái ngu gì kỳ cục gì trời. Đừng. Được rồi, đứng lên. Làm ơn làm phước đứng lên nói chuyện từ từ cho bác sĩ nghe. Rồi, giờ, bây giờ từ từ nói nha. Rồi, cái gì khai cho bác sĩ nghe coi. Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em sắp chết rồi, em không nhớ tuổi. Thì cũng phải có tuổi tác chứ, tên gì? Em tên... Tên Nhân Tính. Tên gì? Tên Tính. Tính hả? Nhà ở đâu? Dạ, nhà giờ không nhớ đâu luôn. Sáng ăn gì chưa? Sắp chết. Biết sắp chết rồi, nhưng mà để phải hỏi mới được, để còn biết nhân thân nữa. Sáng ăn gì chưa? Uống gì chưa? Vô làm gì chưa? Mà ở ngoài vậy, người ta sắp chết rồi, cứu, cứu tôi đi mà.
Thì cứu trời, vợ khám nè. Đi qua bên kia. Khám. Đi theo tôi. Lẹ lên. Cởi áo ra. Quần luôn. Ý, không được. Định ăn thịt tôi hả? Ăn thịt gì? Lợt. Ngồi xuống đi. Khám rồi, bệnh rồi. Khám. Trên đời này tôi chưa bao giờ thấy ai khám bệnh mà khám ở đùi á. Tại thấy đùi to. To gì? Khám bệnh không đeo vô luôn. Lộn. Làm lộn mà, làm lại. Tôi vô đây chắc là tôi sai rồi quá. Để im cho tôi khám. Bệnh viện có dịch vụ chơi thuốc lắc hả? Còn đồ trong người hả bác sĩ? Cái gì vậy? Sao nghe cái bụng nó nhẹt mà nó đánh tùng 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 quá trời luôn nè. Chân nó ngồi lắc theo gì nè. Má, má. Nhạc chuông điện thoại của con má. Đất ơi. Dẹp cái điện thoại qua một bên. Để cho bác sĩ khám. Gì mà kỳ cục hà, làm ảnh hưởng. Vậy bệnh, khám. bệnh sắp chết. Khám. Rồi khám bệnh. Trời này. Thường ngày đi tập gym đúng không? Bệnh sắp chết. Mệt quá. Khám gì? Vậy là em chết rồi bác sĩ ơi. Em còn trẻ quá mà em chưa biết mùi đời gì hết. Em chết rồi bác sĩ. Em ăn cái gì cứ ăn đi, đừng có kiêng cử gì nữa. Vậy là tôi chết thiệt rồi. Em chào các bác sĩ. Chị nghĩ bác sĩ. Tôi nghe hết nỗi lòng của anh rồi. Nỗi lòng em, nỗi lòng em sao? Nghe tiếng đau thương tàn tốt lắm mà. Quầy, bác sĩ, nhạc chuông điện thoại của vợ em. Gì? Nhạc chuông điện thoại của vợ em. Có vợ rồi hả? Ừ. Trời đất ơi, ai mà để con vợ gì mà để ép nhân thất đức mà để cái nhạc chuông điện thoại gì kỳ cục vậy? Nó thích nhạc chuông này. Trời trước ơi. Khi em đi khám bệnh đó, nó nói là đi khám đi, có gì gọi điện thoại cho nó biết. Mà giờ nó để điện thoại trong này, muốn gọi không biết sao gọi luôn á. Vì là hai vợ chồng bị rảnh. Mà nói chung thôi, không khám nữa, chết đi. Bây chết là vừa rồi. Em không muốn chết, em còn trẻ mà. Còn trẻ mà có vợ chi sớm vậy? Có vợ sớm vậy? Em không có muốn chết, bác sĩ ơi, khám. Khỏi cần khám gì nữa. Mình khỏi khám. Không, bác sĩ ơi, em không muốn chết, cứu em bác sĩ. Đừng tôi quần tôi nữa. Trời đất ơi, có chuyện gì bồn màng quá vậy? Dạ, em chờ bác sĩ. Trời bác sĩ ơi, cái ca này khó quá, y tá nha, em chuyện có được. Cái gì? Cô là y tá? Trời ơi, vậy mà nãy giờ bà khám tôi khí thế luôn. Bà kêu cởi áo lột quần, bà nói là tôi sắp chết rồi, kêu người nhà lo hậu sự đi. Trời đất ơi, em biết cái gì không mà khám gì Trang? Trời em biết chứ. Nè bác sĩ thấy không, em chuẩn bị cho em nè, em mua hả ống nghe nè, rồi dao mổ nữa. Trời ơi, em thực tập em cũng biết chứ bộ. Bà nội con lại bà, cũng may là bà khám tôi bằng cái ống nghe, bà khám bằng dao mổ chắc tôi phanh thây nãy giờ rồi. Cái này là cái gì? Em lấy đâu ra vậy? Em mua trên mạng á, mắc tiền lắm đó. Trời đất ơi, em có biết công việc của ngành y là quan trọng như thế nào không? Sao mà mua mấy cái hàng mà trôi nổi trên mạng mà khám cho bệnh nhân vậy? Mấy cái hàng này nè, làm sao khám cho ra bệnh được? Em đâu biết đâu. Lần sau không được tự tiện khám cho bệnh nhân nữa. Rất là nguy hiểm, gây hoang mang tâm lý cho bệnh nhân kìa. Bệnh khám. Rồi bây giờ bệnh nhân lên giường đi. Nè, sao bây giờ bệnh nhân bị sao? Dạ
thỉnh thoảng trong mặt nhức đầu bác sĩ, đang ngồi là đứng dậy cái bị xây sẩm cái té bầm đó, bầm đó sắp chết. Bà nội nhớ lại rồi, bữa xây sẩm té cái tay quơ vô cạnh bàn bầm, không có ung thư gì hết á. Nè, không có phán bậy bạn nghe không, đau đầu chóng mặt đúng không? Dạ. Vậy anh có thức khuya không? Dạ thức khuya thường lắm bác sĩ, thỉnh thoảng em hay làm việc em thức khuya á, nhiều lúc mà căng thẳng quá cái muốn xả stress chơi game cũng thức khuya. Trời. Bác sĩ đuổi ra khỏi phòng của em được bác sĩ. Rồi, đứng im thôi nha. Sao, là do chơi game đúng không? Dạ chơi game. Thức khuya là một thói quen không hề tốt nên bỏ đi, đó là nguyên nhân gây lên sự đau đầu chóng mặt đó. Đau đầu chóng mặt té đó. Dạ thỉnh thoảng dạo này em hay bị ho bác sĩ, ho mà ho khan luôn á. Rồi để ho, quay lưng đây nè. Đó, bây giờ nín ho xíu ha. Dạ. Rồi hiểu rồi. Em sắp chết luôn bác sĩ, chuyến này em đi xa đúng không, em đặt được chuyến đi không có chuyến về luôn bác sĩ. Trời ơi, bình tĩnh. Ho là sao biết không? Do phổi không được khỏe đó. Có thuốc không? Dạ hút nhiều lắm. Trời ơi, vậy là đúng rồi. Thứ nhất là có thể là do hút thuốc nè. Thứ hai là có thể là do thay đổi thời tiết đột ngột nè. Thứ ba là cũng có thể là do tiếp xúc với không khí bị ô nhiễm nặng đó. Hay quá, cái này mới đúng là bác sĩ nè. Bác sĩ nói chuyện nghe hay ghê luôn á. Đuổi bà đi. Trời ơi, cái thái độ gì vậy? Nói em kìa. Mình là bác sĩ, là y tá, là phải có một cái thái độ vui vẻ, thân thiện để cho bệnh nhân có một cái tâm lý thoải mái. Như vậy họ mới mau hết bệnh được chứ. Dạ, em biết rồi. Còn tình trạng em sao bác sĩ? Em có chết không bác sĩ? Anh không có chết, anh không có sao hết á. Dạ. Mà dù có chuyện gì xảy ra thì mình cũng phải lạc quan, yêu đời, sống khỏe, sống tốt thì mọi chuyện sẽ vượt qua hết. Dạ. Đó, còn muốn biết là bệnh mình chính xác là như thế nào á thì đi xét nghiệm máu nghe. Dạ. Rồi. Em cảm ơn bác sĩ. Đưa bệnh nhân đi khách mình mở. Cho em né mã được không? Đi theo tôi. Lên. Đi. Nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Chết chứ mày chết. Cuộc đời chưa bao giờ thấy con y tá điên khùng như vậy. Shimmy coco pop, I think I like it. 긴장은 down, 부끄러 말고. 어지러운 마음 속에 내가 들어가. 익숙한 듯 부드럽게 내게 번져가. Chào các bác sĩ. Chị gì bác sĩ? Tôi nghe hết nỗi lòng của anh rồi. Nỗi lòng em sao?